Trang ơi, cô này em chọn đáp án số mấy? Em chọn đáp án số 4. Tại vì nghe Tadi quen quen quá. Ôi giời, Trang ơi là Trang đã chọn được đến Tadi rồi thì phải để ý thêm một tí về động từ của nó chứ. Câu này thì nó chỉ động đến cái dạng động từ là bật tắt đúng không nào? Thì bật tắt có hai dạng, một là tha động từ đó là tsukeru và kesu. Thì nếu mà là tha động từ thì trước nó sẽ phải đi với trợ từ. Còn cái câu này đứng trước nó là trợ từ gì đây em? Trợ từ ga đúng không nào? Thì mình sẽ phải đi với cả động từ. Từ động từ đó là tsuku và kieru. Như thế thì sẽ bỏ được đáp án số 3, số 4 rồi nha. Rồi bây giờ tiếp theo về cái tadi. N4 chúng ta học rất là quen thuộc cái ngữ pháp đó là liệt kê hành động giữa rất nhiều hành động khác đúng không? V1 tadi, V2 tadi. Thì hôm nay các bạn nhớ thêm cho mình một cách sử dụng này nhá, cũng là V1 tadi, V2 tadi suru. Nó thể hiện cái việc lặp đi lặp lại của cái cặp động từ đấy, cái cặp hành động đấy. Thì đặc điểm trong cái câu này nhá, cái động từ 1, động từ 2 thường bao giờ cũng sẽ là những cái cặp động từ mà nó có ý nghĩa đối ngược với nhau. Ví dụ, detadi hay tadi, đi ra rồi đi vào. Hay là ittari kittari, nghĩa là đi đi lại lại đúng không? Hay là tattari suwattari, hết đứng lại ngồi. Thì đó, đi vào câu này chúng ta sẽ thấy nó mang ý nghĩa như sau. Đó là 今の電気がついたり消えたりしているから新しい電気を買ってきてください. Có nghĩa là điện ở trong phòng khách nó cứ hết bật lại tắt, cứ bật lại tắt. Thế nên là hãy đi mua cái bóng điện mới đi nhé, nó nhấp nháy kiểu như là sắp hỏng cái nơi rồi á. Hiểu bài chưa Trang? Ok chưa? Vâng ạ, em cảm ơn cô. Thế nhá.